Trên tay em đang là dòng Sharp Aquus Senpa Plus. Bản này là bản rất mới. Đã có ốp và dán cường lực đi kèm sẵn. Các chức năng đã test. Anh em mua về chỉ nắp SIM mà là dùng thôi. Cấu hình tốt, RAM 6GB phù hợp với chuẩn hiện nay. Màn hình rộng. Pin khỏe. Mọi chức năng rất là ổn. Tiếng Việt 100% dễ sử dụng, anh em mua về sử dụng cũng được, tặng vợ cũng được hoặc tặng bố mẹ, tặng ai cũng được vì rất dễ sử dụng và cấu hình nó rất tốt, phù hợp với chuẩn hiện tại. Khi mà trước khi giao thì em sẽ gỡ toàn bộ áp nhật ra. Nó sẽ giống như máy Samsung và máy iPhone các anh em đang dùng. Nó rất là dễ sử dụng. Dòng Android luôn là cái dòng mà dễ sử dụng nhất hiện nay, ai cũng có thể sử dụng được. Em quay em giới thiệu sơ bộ thế cho anh em biết về cái mã này, vì trước đó thì em đã làm khá nhiều video giới thiệu chi tiết về cấu hình rồi. Cảm ơn anh em.